Cầu lên tiếp tục làm dừng. Thầy nói rằng là chúng ta đã học một cái học pháp để mà dẫn đến cái sự giác ngộ, và bây giờ chúng ta đang học một pháp mà trong đó không có lỗi lầm, cũng như là pháp đã quy tụ hết tất cả những cái điểm chủ yếu của giáo lý để giúp cho chúng ta tìm được cái sự giác ngộ. Whatever we practice, both a teacher and a student, we need a very good motivation. And the good motivation will lead us to understand and to find the result for our practice. And behind a good motivation, we need to have a healthy mind that is always doing for the benefit of others, and is the very clean mind belong to the motivation. Together, we will have the result in any practice. Ngài nói rằng là đối với bậc thầy cũng như là trò, quan trọng cho bất cứ một cái sự tu tập nào cũng cần phải có một cái động cơ tu hành đúng đắn. Bên cạnh động cơ tu hành đúng đắn đó, chúng ta cần phải có một cái tâm tốt, một cái tâm thiền, một cái tâm biết thương yêu và đem lại lợi ích cho chúng sanh khác. Thì tất cả những cái đó cùng thêm cái động cơ tu hành của mình, thì bất cứ một cái sự tu tập nào cũng sẽ dẫn đến cái sự kết quả tốt đẹp. Dharma teaching is Mayana practice. Our resistance to Mayana Dharma teaching makes the mind go to inside Mayana teaching. Listen. Mind cannot go, Dharma book is Mayana teaching, no much benefit. Ngài nói rằng là chúng ta là những hành giả tu tập đại thừa, thì mình phải tu như thế nào mà cái tâm của mình nó phải hòa lẫn vào cái pháp đại thừa, thì như vậy mới gọi là có cái kết quả tốt đẹp. Còn như mình chỉ học đại thừa, mình tu tập đại thừa nhưng mà mình cái tâm của mình không có tu tập cái hành đại thừa, thì như vậy là không được lợi ích. Hoàng đức sư kể cho mình biết rằng, hoặc là số cung điện như mình kể cho mình biết, là các cái sự việc này thoải mái cung cho ai kể cho hoàng đức sư biết đó. Not just only the practice, any work, any activity we do, we need a good motivation, the right motivation. Không phải chỉ vì tu tập mà thôi, mà ngay cả bất cứ một cái thiền hành nào mình làm cũng cần có một cái động cơ tu hành đúng đắn và một động cơ tốt. And the beginning of any practice or activity, we need a good motivation. At the end of the practice, we need to dedicate our merit. That is the two things required from the beginning to the end. Mỗi khi sự tu tập cũng phải bắt đầu từ một động cơ tốt, động cơ đúng đắn, rồi sau đó cuối cùng của một sự tu tập thì chúng ta phải hồi hướng công đức của mình. Đó là hai điều cần thiết trong quá trình tu tập. Đang làm tôi thấy tâm trí kiên trì này, bước đi này, anh em các bạn, không mà khai quan này các bạn để thông đi rồi. Tất cả khi chưa xí, tâm mà cố gắng cố gắng chưa xí cho à, tất cả thằng như bây giờ xí rồi à, tâm mà thằng để kiếm được đồng tiền cho à. So this teaching that we are learning now is comprised of all the good practice, and it's a progress method of the practice, because this is reflect on the clearness of the teaching. Then we talked last time the second clearness, that means the clearness of this Dharma presented in order to generate respect for the instruction.
did have a four subjects that we have already learned, that realize that all the teaching are free from tradition. The second is recognized on scripture as personal instruction. The third is comprehensive, which is the Buddha's underlying thought. And the last one is put an end to creating this spontaneously. If we cover all of this, then this is the method with progress for us to practice. Cái pháp mà chúng ta đang học bây giờ là quy tụ hết tất cả những cái điểm chính yếu của đạo lý mà giúp cho cái sự tu tập của mình, và những cái điểm chính yếu này, cái phương cách mà chúng ta tu tập dựa theo cái bài pháp này không có một cái lỗi lầm, là tại vì sao nó đã thể hiện được cái tính vĩ đại của pháp mà chúng ta đã học qua, đó là cái tính vĩ đại của pháp được trình bày để tạo sự kính trọng đối với những lời giáo huấn. Thì có bốn cái chủ đề mà chúng ta đã học qua, đó là nhận ra rằng tất cả giáo lý đều không có sự đối kháng nhau, nhận ra rằng tất cả kinh điển đều là những chỉ giáo cho sự tu tập của một cá nhân, dễ dàng hiểu được ý tưởng sâu sắc của Đức Phật, và cuối cùng là tự nhiên chấm dứt những ác hành. Thưa thầy, this teaching booklet goal, that booklet goal, then how are we going to make the Tisana? Very good Tisana, this goal makes a very nice Tisana. No very good medium, he makes a middle eye. No very good design, then look like ugly man. This looks like our making design. Goal is all the same goal. Và pháp này được coi như là một miếng vàng rất là quý giá, thì miếng vàng đó được sử dụng tùy theo cái người đã tạo ra, đã tạo tưởng ra. Thì dù như khi mà mình đã cái tác phẩm của mình dùng miếng vàng đó mà tạo một cái vật mà rất là đẹp mắt, thì đó là cái điều mà mình quý nhất. Nên nếu mà mình không có vẽ hình hoặc là điêu khắc dùng miếng vàng đó mà một cách bình thường thôi, thì nó vẫn là cái đẹp, nhưng mà nó chỉ bình thường. Nếu mà chúng ta không biết điêu khắc và làm cho nó xấu đi thì nó tự nhiên nó sẽ xấu. Nhưng mà vàng vẫn là vàng, quan trọng là mình có biết cách dùng nó hay không. Is that good work make no gold force, our force. Good make, nice make, and ugly make, our force. No gold is all the same here. Vàng thì vẫn là vàng, mình làm đẹp hay mình làm xấu là tùy cái người làm, chứ không phải là cái lỗi của mình làm. Sometimes our confident dharma, I practice dharma, everything bad happens, something happens. No dharma, take this view, something bad. Now I have the bad karma, the bad. Đôi khi có người than phàn phiền rằng là mình tu tập rất là nhiều nhưng mà Phật pháp không đem lại lợi ích chúng mình vẫn gặp những cái khó khăn chuyện ngày và khổ đau. Nhưng mà thầy nói rằng là không phải pháp tạo cho mình những cái khổ và cái khổ đau đó, mà chính mình do bởi cái nghiệp của mình mà mình, hoặc là mình không có cái sự tu tập cho nên nó mới xảy ra cái kết quả như vậy, nhưng mà pháp vẫn luôn là pháp. Họ đã khả năng ngọn đồ nằm ở trên cổ rồi mà. Pháp cổ rồi là một trí khai cổ đi xe mẹ kênh. So this teaching is a goal. It depends on the designer how we make it nice or not nice. So it's there are three kinds of designer to make that. So first is the one who makes the thing is ugly, not very nice, is the least capacity. The second one is make something is like normal, it looks normal, then is that the person is of the medium capacity. And the one who made that goal is a beautiful, this one is belong to the third level, that is the great capacity. Pháp là được xem như vàng tùy theo cái người mà dùng cái vàng đó để mà tạo ra sự vật. Thì nếu mà mình làm một cái vật nó không có được đẹp mắt cho mấy, thì đó được gọi là những cái căn cơ của như trong quá cái sự tu tập thì gọi là căn cơ của căn cơ những hạng người thuộc về căn cơ thấp bé. Nếu mà mình tu tập mà mình làm ra cái vật mà nó vừa mắt, thì đó là cái sự tu tập của mình tương đương với sự tu tập của mình, thì được xem như là hạng người với căn cơ trung bình. Và nếu mà mình làm cho cái vật đó trở thành rất là đẹp mắt, thì sự tu tập của mình là thuộc về hạng người với cả căn cơ lớn. Hoàng thượng, thật là mà thực hiện như vậy là đã chung chính đạo cho điều quá chứ không xung đột xe bởi sao thế đạo sư sư sinh thế đạo sinh nhị sắp xe hóa
So now we learn the second verse of this teaching. Is that there are three types of persons, those of small, middle, and great capacity. I shall explain clearly distinguishing their individual characteristics. Và bây giờ chúng ta qua cái đoạn kệ thứ hai đã dạy rằng có ba hạng người với căn cơ thấp bé, trung bình và lớn. Tôi sẽ giải thích một cách rõ ràng sự khác biệt những đặc tính của họ. Họ đã bắt chứng bụi chung, chứng bụi tinh, chứng bụi chứng bụi. Chứ đang chứng bụi dạy đây á, hà nam dù khẳng định chứng bụi vô hình sân á, chứ mình như thế thăng mà lộn chứng bụi, có chứng bụi. So when we talk about a tree type of the person of the tree capacity, small, middle, and great, then we talk about that if their practice are concerned of the future life that we come to this kind of scope. But if we don't practice for concerning for our future life, then we are not belong to this tree scope. Khi mà nói đến thì những người có cái căn cơ để mà tu tập trong phạm vi thấp, phạm vi trung bình và phạm vi lớn thì đó là những người luôn luôn có những ý ra cũng có những cái sự tu tập với những cái sự mong cầu cho những cái cuộc đời tương lai, việc vì lai được tốt đẹp. Nếu mà những ai không có nghĩ đến những cái việc vì lai thì họ không có nằm ở trong những cái sự tu tập của ba phạm vi này. Giáo xong là xong bất tài nhiên á, chứ không? One of the example about the being who are not concerned for the future life that is not belong to this scope, that is for example the animal, they think about this life. Then whatever they hungry, they look for food. If it's something cold or hot, they look for the comfortable place to stay. So all of this is the animal used to do every day. They don't think about the future, so they are not belong to this tree scope. Một cái ví dụ để cho thấy được là một cái chúng sanh mà không có bao giờ nghĩ đến những cái việc vị lai để mà tu hành, mà chỉ nghĩ đến cái cuộc sống hàng ngày này mà thôi, cuộc đời này mà thôi, đó là những cái con súc sanh. Những con súc sanh một ngày nó đói bụng thì nó đi tìm đồ ăn, tìm bất cứ mọi cách để kiếm ăn, rồi có chỗ thì nóng, có chỗ thì lạnh thì nó phải tránh những cái điều kiện xấu đó để đi tìm những cái nơi thoải mái hơn để mà sống. Thì vẫn quay lộn cuộc cũng chỉ trong cái cuộc đời này mà thôi, thì nó không có thuộc về ba cái phạm vi, ba cái phương diện hoặc là căn cơ tu hành. So the third verse explain about the person of the least capacity. Và đồng kỳ chúng ta dạy nói về những hàng người thuộc căn cơ thấp bé. The third verse say that those who by whatever means seek for themselves no more than the pleasure of silent existence are persons of least capacity. Đoạn kệ thứ ba dạy rằng những người mà bằng đủ mọi cách tìm kiếm cho riêng mình không gì ngoài những lạc thú của luân hồi sanh tử là những người thuộc hàng căn cơ thấp bé. So
So what is the mean the person of the least capacity, this person that practice thinking only about how to have a good happiness in a lifetime, and also they don't want to fall in the lower grief and have all the suffering. They practice to think that to try a good work as a human being or God or demigod, and they do anything whatever means for them to seek for themselves the pleasure of this psychic existence. So that means it's all the time in this sixth realm of psychic existence. These people is have the least capacity. Thế nào là một người với một cái căn cơ thấp bé, người đó sống mà luôn luôn chỉ tìm cái hạnh phúc cho cái cuộc đời của mình mà thôi, cố gắng tu tập để mà gì họ sợ cái nỗi khổ của rơi vào đọa thử, cho nên tu để mà tránh thì rơi xuống đọa thử, và tu để cầu mong cho có được những cái tái sinh tốt đẹp như được làm người hoặc làm trời hoặc làm thần. Họ sống mà họ hưởng thụ cái lạc thú của thế gian, và họ vẫn tìm kiếm những cái lạc thú trong cái thảo nghèo luân hồi, và họ cứ phải rơi vào trong cái xảo nẻo này mãi. Thì như vậy đó là những người với một cái căn cơ thấp. So that's why we do all kind of practice like prostration, recite the mantra, prayer, everything. We pray for the healing on the sickness. We pray because we need the happiness of our present life. So we don't have any motivation to think or concern about the future life. So this person is not totally practiced in this least capacity. Thường thì chúng ta thích cái sự tu tập bằng cách trì chú, tụng kinh, niệm Phật, nhưng mà cái động cơ tu hành của mình là mong cho mình được sung sướng, mình được hạnh phúc trong cái thế giới này, và mình khỏi phải bị bệnh vân vân. Thì những cái động cơ tu hành đó nó không có một cái gì mà cho mình nghĩ đến những cái quyết định sai tốt đẹp của mình cả. Vì thế cho nên người mà tu hành như vậy thì người đó không hoàn toàn nằm trong cái người đó không hoàn toàn ở trong cái căn cơ của hàng người có cái căn cơ thấp tu hành trong cái phạm vi thấp. À, thế mà anh ấy cho chị ta đã ăn gì rồi? Tạm bảo chị quan tâm, tạm bảo chị thấy this life vẫn là không thể phô this là happiness, this is nothingness, this ego is what happened the question after. Then this life không thể phô, this life finish. Next life what happened? Next life go to animal. And now he got to know who is it, who's on your list. What is this life, correct, or this life? No question, next life. Và có một người đã hỏi ngài Asisha rằng là nếu mà tôi tu tập mà chỉ cầu mong cầu nguyện và tu tập để cầu mong cho có được những cái hạnh phúc trong cái thời gian này mà thôi, và tôi không có muốn bị rơi vào cái cảnh đọa thử như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì nếu mà mình chỉ cầu mong cho những cái hạnh phúc và những cái lạc thú của thế gian này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì ngài mới trả lời rằng là một cuộc đời là chấm dứt rồi, thì những cái đó nó cũng sẽ chấm dứt. Thì người ta mới hỏi rằng vậy thì cuộc đời nó, cuộc đời sau thì nó như thế nào, và ngài đã cười và bảo rằng là cuộc đời sau cũng phải tu tập lại. So in the case that they don't come time, they go on, they ask one person, ask Prayer Master Asisha, say that if I pray only for this life and
looking for the happiness only for this life, then I don't want to have the suffering of the lower being like animal, hungry, goat, or hungry. So what I suppose you do? So the Adhita said that is when you wish, you look for the happiness on this life, and this life finish, then it's all about finish. So what happens to the next life? Then the next life, yes, then you don't have only the practice carry to the next life. Yes, to do that again. If we point to the person of the low of the small capacity to practice, that person are concerned, these people are concerned about the good and precious human body. We need to understand that we have a very precious human body to practice. That is their concern. Những người mà có căn cơ thấp bé chỉ mong cầu như vậy không mà thôi, thì những người đó phải nghĩ đến những cái giá trị và những cái sự hiếm hoi để có cái thân người thuận lợi này. Họ thế là làm số năm số năm năm, đúng không? Làm số năm số năm năm, đúng không? Thế cho nên là thế là long này bà, thế là của mình, thế thì năng sẽ được. This life, now is gì mà đó ya? Làm số năm số năm. Three principle. And then in the three principle aspect of the path, Jay Tsongkhapa, he said that leisure and fortune are hard to find, life is not long, a thing is constantly so desire for this life. Và Ngài Tsongkhapa trong ba phương diện chính của con đạo lộ giác ngộ, Ngài đã dạy rằng sự an nhàn và may mắn là khó để có được, cuộc đời thì ngắn ngủi, nghĩ đến điều này một cách chân thành, hãy ngừng ham muốn cái phẩm này. If we understand that way, we need to have a wish for the good future life. If we think only of this lifetime and attach to this lifetime only, when our life finish, then we is the on gone. Nếu mà chúng ta không có tu tập mà nghĩ đến những cái biết vì lai tốt đẹp, mà chỉ vì cái sự ham muốn ràng buộc cái kiếp sống này mà thôi, thì khi mà cái cuộc đời của mình chấm dứt, tất cả đều biến mất. Chưa thật à? The most scope you go to inside, you need this life, you name everything attached, you stop. No stop, what is this life, you think you name everything? You cannot belong to the Moscow. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến cái kiếp sống này không mà thôi, và ràng buộc hoặc là vướng mắc vào cái kiếp sống này không mà thôi, mà không có nghĩ đến những cái kiếp vị lai, là mình không có thuộc về hàng người ở cái căn cơ này. It's very important that we need to know where we are, in what kind of level, what kind of capacity to practice. Mình rất là quan trọng để biết là mình thuộc về cái hàng người ở căn cơ nào. Khi mà biết được thì tốt để cho mọi sự, cho cái sự tu tập của mình. That our how level, not this the question. This man, our what level, our understanding. No need the question. Somebody, I am not sour. No need to go to question. Ngài nói rằng một khi mà mình học và mình hiểu được mình là thuộc cái trình độ nào và cái căn cơ nào, thì không cần phải đặt câu hỏi. Mình tự mình phải biết. Thì vì như mình cho là mình là Bồ Tát, mình sẽ biết là mình ở cái căn cơ nào. Teacher, no need to say you are Bodhisattva. Khi mà mình biết mình Bồ Tát rồi thì không có cần thầy của mình nói ra mình ở cái trình độ nào. Yeah, sometimes very terrible. Good at that, I know that. Some teachers say,
I don't know good or bad. Sometimes the citizen very rich. You are Pusukawa. You are first like my citizen. This is no meaning. This is what motivation gone on. It's a very careful. Ngài nói rằng hết sức là cẩn cẩn trọng, Ngài không có nói đúng hay là sai, nhưng mà đôi khi có những bậc thầy mà vì cái người đệ tử là những người đại thí chủ giàu có, cho nên vị thầy thường nói rằng là con là một vị Bồ Tát, hoặc là con là những cái người mà thánh thiện vân vân, hoặc là những cái sự tu tập nào nói toàn những cái điều mà mình phải hết sức là cẩn thận, tại vì chị không biết là trong cái lời dự thân dạy đó thì Our teachers, they know that our how level, our understand. This learn, our understand. Vì thầy dạy cho mình cái căn cơ nào, mình học, mình hiểu và mình tự biết mình thuộc căn cơ nào. Something I tell you. Now many things coming that I tell Kiriya, that's it. Ngài rằng bây giờ học pháp nó có rất là nhiều cái sự mà hoang mang và trộn lẫn, cho nên thầy muốn nói một cách rất là rõ ràng cho mình biết để mất dịch để cẩn thận. He damas creates correctly he puts it down, then the kindness citizen. Man push. No rich, no offering, not offering, then kindness citizen never did. So in the first verse he said that the great master said that the king Sanchuk wrote is a good disciple, is a very kind and good disciple. Why he become a good disciple? Because he requests for the Dharma teaching and the right Dharma to spread in his country. He is not because he rich or he offers so many money that the great master said so. Only because of the mind requesting the Dharma teaching become a good disciple. Trong cái đoạn kệ đầu tiên là ngài Atisha đã ca ngợi vua Trang Chấp Vô như là một Phật tử, một cái sự thuần thành đệ tử với một cái tâm thiền. Ở nơi đây thuần thành và tâm thiền ở nơi đây không có nghĩa rằng là vì vua cũng dường nhiều phẩm vật, hoặc là vì giàu có, hoặc là cũng dường nhiều tiền tài mà bậc thánh mới nói như vậy, bậc thiền sĩ Atisha mới nói như vậy. Ngài nói như vậy là tại vì vua Trang Chấp Vô đã có một cái tâm thiện pháp, đã cầu khẩn ngài đem pháp để phục hưng lại Phật pháp tại đất nước của ngài, vì thế cho nên đó chính là một người bị sự thung thần. When he thinks that we attach to the pleasure of the timeless existence of the samsara, so we need to know what is in the samsara. That's very important for us to know. Đoàn kệ đã nói rằng là những người đó bị ràng buộc bởi những cái đặc thù của quả ta bà này của thế gian, mà mình hiểu được, mình cần rất là quan trọng để hiểu được thế nào là quả ta bà. Samsara thì là gì? Khai sinh samsara thì không bao giờ được. Some people thinking about the samsara in the mistaken way. Like if you think that samsara or cyclic existence, that means this earth that we live, world that we live in, is wrong. If you think that samsara, that means another country or another place outside of this earth, for example the pure land, so that means this is the samsara, is also mistake. If we think about samsara, that means our house, our family, children, husband, wife, etc., then this samsara is also wrong. And if we think that it's the monk or the sangha, that is the one who liberates from the samsara, is also wrong.
khi mà muốn tu tập thì phải biết được quải ta bà là như thế nào. Có người nói rằng quải ta bà nghĩa rằng là cái trái đất này, cái thế giới mà chúng ta đang sống là sai. Nếu mà nói rằng quải ta bà có nghĩa rằng là nếu mà mình đi ra một cái quải khác, mình đi tới một cái đất nước khác, nơi đó mình phải cho đó là cực lạc, thì phía bên này chính là quải ta bà, thì nghĩ như vậy cũng là sai. Và nếu mình nói rằng là quải ta bà có nghĩa rằng là nhà cửa, con cái, vợ chồng, gia đình vân vân mà mình đang sống cũng là không đúng. Và nói rằng là tất cả chư tăng tăng đoàn chính là những người đã được giải thoát rồi, họ không nằm ở trong quải ta bà nữa, lại càng sai. So what means the samsara, the cyclic existence, that means because of the karma and the disturbing emotion or ignorance, that we don't have the freedom, they may us die and rebirth again, die and rebirth again, All of this is always in the cycle. Then we no freedom to get over of this because of the karma and disturbing emotion or ignorance. So that's why we still in this sixth dream of cyclic existence. Samsara thì quả ra bà có nghĩa rằng là do bởi nghiệp và vô minh phiền não của mình mà chúng ta bị không có một cái tự do để mà thoát khỏi do bởi nghiệp và vô minh phiền não đó, mà chúng ta cứ bị trở lại tái sanh rồi chết rồi lại sanh ra rồi lại chết, cứ luôn luôn quay cuồng ở trong cái vòng luân hồi sanh tử đó mà mình không có bao giờ vượt qua được hai cái điều đó là nghiệp và cái sự vô minh. Và mình sẽ bị rơi vào trong sáu nẻo luân hồi. Thế thì sao mà nếu như những người chưa tâm sao đó, ít sao. And then again, the samsara is for each person, each individual of us, of all the beings. It's not the Buddha. All the beings, for each individual, their own samsara. No Buddha, no arahat. No arahat, no liberated being. Khi mà nói đến quả ta bà thì chúng ta nói không còn nói rằng là quả ta bà là thuộc Phật, là nói về Phật hoặc là những vị A La Hán hoặc là những người đã giác ngộ, không phải như vậy. Mà những chúng sanh ở trong vòng luân hồi sanh tử, mỗi người của chúng ta, mỗi chúng sanh đều có một cái quả ta bà riêng của họ. Like if I have my karma and ignorance, disturbing emotion, I create a karma, then I die and I reborn again. Myself, I die and reborn. My samsara is not your samsara because you not belong to my karma and ignorance. Cái quả ta bà là ở đây muốn nói của mỗi người của chúng ta, mỗi chúng sanh là có một cái quả ta bà riêng. Tôi tạo nghiệp, tôi có cái vô minh thì tôi lại bị rơi vào vòng luân hồi sanh tử, tôi chết đi và tôi lại tái sanh lại, và cái nghiệp của vô minh đó sẽ kéo tôi vào trong cái vòng luân hồi sanh tử. Cái nghiệp của tôi và cái vô minh của tôi đó là cái quả ta bà của tôi, nó không có phải là quả ta bà của bà. And then each individual, when they practice and they focus on the karma and ignorance, they get the liberation. Then you get out of your own samsara. It's nothing to do with others. Khi mà nói tới quả ta bà như vậy thì khi mà mình tu tập để mình diệt đi cái nghiệp của mình diệt đi cái vô minh phiền não của mình và mình đạt được cái sự giải thoát, và mình chấm dứt cái quả ta bà của mình được giải thoát, cái sự giải thoát đó nó không phải là cái sự giải thoát của người khác, nó không ảnh hưởng gì tới người khác. Our channel full of karma and ignorance. Our bond is our automatically. You choose the house. Somebody, not in the fall of karma.
khi mà mình diệt được nghiệp và vô minh thì sự tái sanh của mình nó không do bởi cái nghiệp lực của mình nữa mà do bởi cái nguyện lực của mình. Có nghĩa rằng khi mà đã được giải thoát rồi thì mình có cái sự lựa chọn bởi cái lời nguyện của mình muốn tái sanh tại chỗ này chỗ kia hoặc là trở thành ai đó. Thì như vậy cái người mà đã thoát ra khỏi cái quả ta bà rồi thì người đó sanh ra bởi nguyện lực, còn ngày nào mà còn nằm trong quả ta bà là mình bị sanh ra bởi nghiệp lực. So now you understand the samsara or cyclic existence. Don't think about my samsara, that means my country, my house, my family. Don't think like that anymore. Khi mà mình hiểu được thế nào là quả ta bà rồi thì đừng có nghĩ rằng là cái đất nước này, nhà cửa này hoặc là gia đình của mình là cái quả ta bà, đừng có nghĩ như vậy nữa. Ngay cả những tăng đoàn, những bậc tu sĩ, nếu mà ngày nào còn bị ảnh hưởng bởi nghiệp và vô minh thì người ngày đó họ vẫn còn nằm trong quả ta bà. So now is again like you need to you know that what it means the liberation from the samsara, that means you don't have any more karma and ignorance. Và nếu mà chúng ta nói tới cái sự giải thoát thì mình hiểu được rằng giải thoát ở nơi đây là ngày nào mình không còn nghiệp và vô minh nữa là khi đó là mình giải thoát. And if we understand liberation in that way, you can see that even we stay in this earth, in this world, we still attain already the liberation. For example, in the past, the Sariputta, Moggallana, 500 Arahats, they still alive in this world, but they already attained the liberation. Khi mà mình hiểu được cái ý nghĩa thật sự của cái sự giải thoát thì mình sẽ thấy rằng là ngay ở trong cái quả đời này mà chúng ta đang học để chúng ta tu tập thì chúng ta cũng đã được giải thoát rồi. Thì dù như là ngày xưa ngài Xá Lợi Phất, ngài Mật Thiền Liên, 500 vị A La Hán là những bậc đã được giải thoát rồi, họ vẫn còn sống trong cái thế gian nhưng mà họ đã là những bậc giải thoát. Yeah. Oh, this earth is come from karma and ignorance. Then maybe it's samsara. No. This comes from karma ignorance. Sure. This being, they are living. This karma and ignorance comes from this earth. Now this earth is no samsara. This is the thought. Body is no samsara. Samsara is you attach to each life. This life is not touch. Next life touch. Ignorance, this is samsara. So Rinpoche nói rằng là ngay cả cái trái đất này, cái thế giới mà mình đang sống, mình còn nghĩ rằng là cái thế giới này là quả ta bà, là tại vì sao ngay cả cái thế giới này cùng với tất cả những chúng sanh ở trong cái thế giới này đều có cái sự cộng nghiệp với nhau, có cùng một cái những cái sự cộng hợp của tất cả những cái sự vô minh với nhau là tạo ra cái trái đất này. Thì trái đất này không phải là quả ta bà, mà tại trái đất này chỉ là như là một cái hộp mà tất cả chứa đựng tất cả những cái nghiệp và cái vô minh với nhau, thành ra là cái trái đất cũng không phải là quả ta bà. Mà thầy nói rằng trái ta bà chính là cái nghiệp và cái vô minh nó làm cho cái sự hoàn thành những cái sự hiện hữu. That is the small god, small sculpture. That medium. There was some shoshi. They were really Dodani, Kashi Rangshi, Samtani, Kibu Tini, Dinshi Sa. And the first, the fourth verse, they talk about the person of the middling capacity. The verse says that those who seek it for themselves alone,
turning away from worldly happiness and avoiding non-virtuous action, a person of middling capacity. Và đoàn sẽ kể thứ tư muốn nói đến những cái hàng người thuộc căn cơ trung bình. Đoàn kể đã nói rằng những người chỉ muốn tìm sự an lạc cho chính riêng mình, nên không màng đến những hạnh phúc thế gian và chẳng làm những hành vi bất thiện, là những người thuộc hàng căn cơ trung bình. I Jawashima, Pai Jawan, and Ni Jawan, and Makala Jawan, and the Tantar Jawasam, Jim Lok, Kadali, Pai, and happiness, Narek, Pai, and Chipa Tahinia, and the Tatuma, ten million Tatuma. A billion of the Chinese Chapatan, I have a Tabatu, a digital and two, Jim, Yan, and so forth. She was some to the Yama, Jawa happiness, liberation, some to the Yama, only happiness, liberation. This is the neighborhood of Jim's secret. So this is mean of the person of this have this capacity is not attached to all the pleasure of this world, because they understand that all the pleasure and happiness are contaminated, and they don't want to have any rebirth in the human being or the regard of God. And because even God's dream or the hell dream is just like the fire is still the suffering. So the type of these people don't want to attach to this pleasure anymore. They want to find a peace for themselves. It's outside like liberation. Những người mà thuộc cái căn cơ trung bình là những người đó không còn ham muốn bởi những cái ràng buộc của thế gian này nữa. Là tại vì sao? Tại vì họ nghĩ rằng tất cả những cái thú vui, những cái lạc thú của thế gian này đều bị ô nhiễm và nó không có đem lại cái sự hạnh phúc trường tồn. Từ họ không có mong muốn được tái sanh làm người hoặc là trời thần, tại vì họ nghĩ biết rằng là dù cho có lên làm trời thần đi chăng nữa, họ hoặc là rơi xuống địa ngục thì cũng là nắng hổi tất cả những cái khổ đau đó, như là lửa đốt, lửa than đốt, thì nó cũng là khổ đau mà thôi. Vì thế cho nên họ mong ước một cái sự an lạc hạnh phúc cho chính riêng mình mà ra khỏi cái quả lục đạo này, thì như vậy là họ đã mong tìm sự giải thoát. Hỏi ra đó chú dính gì như khá là khuê giáo hóa thân sinh này anh ấy chắc bảo mà dễ dàng khuê thảo vào dự vụ. Then the le Kuyawada, and le the Tenyung Guan, the le Kiawada, Mikiwa, Lady and Nashia, which she go with your list, two to this. Because if people don't want to attach to this pleasure of this world, then that person needs to avoid to commit any negativity. Then the person needs to understand what it means the virtue and what it means the non-virtue. Vì cái người đó muốn tìm được sự giải thoát và không còn ham muốn những cái lạc thú ô nhiễm của thế gian này, cho nên họ cần phải sẵn làm những cái sự bất điều bất thiện, những cái điều xấu để mà được vào tạo nghiệp. Vì thế cho nên người đó phải biết thế nào là đức hạnh, thế nào là sự bất thiện. Họ đã thực hiện quá trình mà tôi chứng minh ra rồi, chỉ cần lấy được năm sáu cái thì có thể thành công rồi. Họ đã lấy chúng để cái chỗ. Then I give a dingy cuddle in a lake and then I'm just in the cuddle. Then I get my sheen of that. I'm not looking at the sheen of the cuddle. And that person needs to understand the practice, the law of cause and effect, because they don't want to create the bad karma. And that person also tries to learn and practice the Four Noble Truths. Cái người mà đi mong cầu cái sự giải thoát như vậy thì những người đó phải hiểu được về luật nhân quả, và người đó phải học để mà hiểu cho thấu từ điều đế là bốn chân lý. Hỏi ra tại mấy chuyện nào lĩnh đồ ác tụng nghe quân chung tại mà anh nên bỏ tên làm gì tại mà đúng không? Thế ra tụng nghe thì dễ bụi đồ ác quân chung thì dù đồ ác Judula, So when we talk about the Four Noble Truths, we talk about the suffering and also the cessation of the suffering. We talk about the origin of the suffering, then it's matched with the path to cessation of the suffering. All of these is we need to know is the cause and what is the cause and what is the effect.
khi mà chúng ta muốn hiểu được tới điều đế là chúng ta phải thấy được rằng là cái điều nào là cái nhân, điều nào là cái quả. Và tới điều đế là hộ tập việt đế, đầu tiên là hộ đế. Hộ đế thì phải làm sao để mà tu tập để mà tới kỳ trừ mà chấm dứt cái khổ đau, đó là việt đế. Và khi mà hiểu được cái nguồn gốc của khổ đau rồi thì phải thấy được là cái đạo lộ giúp cho chúng ta tu tập để ngăn chặn cái sự khổ đau đó, đó chính là đạo đế. Ờ, đó chúng nghe thì tiếp được chứ. Quân dung thì chưa qua. Đó quân dung là thu khai được qua. One is karma, one is ignorance. Tình yêu. So when we talk about the suffering and cessation of the suffering, there are two, it's karma and the goals and goals and effects. Khi mà nói đến thì khổ đau và thì chấm dứt khổ đau là chúng ta muốn nói đến thì nhân quả. One is ignorance, two karma. Neither is to not learn, you cannot go not understand. Khi mà hiểu được thì sự chấm dứt thì khổ đau thì phải có hai điều, đó là nghiệp và vô minh, thì như vậy chúng ta mới chấm dứt được. So the first turning of the wheel of Dharma, Buddha talked about the four noble truths. Two is the Hinayana. And then belong to Hinayana. Đức Phật đã chuyển pháp luân lần đầu tiên và dạy bài pháp đầu tiên đó là tứ diệu đế. Bài pháp này là thuộc về giáo lý của tiểu thừa thời gian đó, đã nhiều người học tiểu thừa. So when Rinpoche talk about the karma, in the past he talk already the four kind of karma. Is a karma is certain action certain to produce similarly the consequence. The second is the consequence are greater than the action. And the third is the one cannot meet a consequence if he has not committed an action. And the fourth one, an action that was performed does not lose its power. This is the fourth kind of karma. Ngài nói về về nghiệp thì nghiệp những năm trước ngài đã dạy về nghiệp thì có bốn điều về nghiệp. Đầu tiên nghiệp là cố định, gây nhân nào thì nhận quả đó. Điều thứ hai là nghiệp có sự tăng trưởng lớn. Điều thứ ba là nhân không tạo thì nghiệp hay quả báo không đến. Và điều thứ tư là nghiệp đã tạo thì sẽ không mất năng lực của nó. First is the karma is certain. Whatever you create, you can get the consequence similarly. Like for example, if it, you plant a seed, then it, the fruit it will be from that seed. It cannot something else. So whatever you do, the good thing, you will have the good result. What you do, the bad thing, you have the bad result.
đầu tiên nghiệp là nhất định những tính năng nào mà mình tạo thì cái quả báo nó phải tương ứng như vậy. Khi mà gieo hổ cái hạt giống thì cái quả nó phải thuộc về cái hạt giống đó chứ không phải là một cái quả khác. Và tạo cái nhân xấu thì cái quả báo sẽ xấu, nếu mà mình tạo cái nhân tốt thì quả báo sẽ tốt đẹp. You push the chili seed, you come chili. You push the corn seed, you come the corn. Similar, cannot come apple. Never been gieo. Good karma, you bring the result into happiness. Nếu mà mình gieo một cái hạt giống ớt xuống thì cái ớt nó sẽ mọc lên. Nếu mà gieo một cái giống quả bắp xuống thì cái bắp nó sẽ mọc lên. Một cái hộp giống bắp nó không thể nào mọc lên để tạo được. Thì cũng như vậy, khi mà tạo cái nhân tốt thì cái hạnh phúc nó sẽ đến. Once you have the corn, you cut that corn many, many. Similarly, you bad karma one group, many, many crisps of the many, many rituals. No finish what you want. Suffering, a lot of suffering. That's an increase, yeah. Get with it, yeah, increase. Và thì điều thứ hai của nghiệp đó là nghiệp có sự tăng trưởng lớn. Khi mà chúng ta gieo một hạt giống thì như một hạt giống bắp thì rất là có nhiều cái bắp nó sẽ mọc ra, một cái hạt giống có thể tạo được rất là nhiều trái. Nếu mà chúng ta gieo một cái hạt một cái quả cái nghiệp xấu thì những cái nghiệp xấu đó nó có cái năng lực tăng trưởng rất là mạnh. Even if we plant a good seed, so many seed will come the same. Like if we have a good goat, then it's many good results will happen. Cũng giống như vậy, khi mà chúng ta tạo một cái hạt giống tốt thì nhiều trái sẽ được rất là nhiều trái. Thì khi mà mình làm một cái tạo một cái nhân tốt thì rất là nhiều cái kết quả tốt sẽ xảy ra. And the third karma is a kind of karma. I say one cannot meet a consequence if he has not committed an action. If you don't create any negativity, you don't meet that consequence. By example. Thì loài điều thứ ba nó nói về nghiệp đó là nhân không tạo thì nghiệp hay quả báo không đến. Nếu mà chúng ta không có tạo những cái nhân xấu thì không có cái gì, không có quả báo nào nó xảy ra cả. Đi ngược lại, bạn nào dùng phương trình acquire a tsunami, send their problem, somebody die, somebody not die. You tsunami coming, bring the water, somebody not die, somebody die. The no karma, the no die. This is it. Giống như khi mà mình bị đồng đất hoặc là mình bị sóng thần, có người thì chết nhưng mà vẫn có người sống, mặc dù cái người đó nó nằm ở trong phòng nước nhưng mà họ vẫn sống, và không chỉ là từ vì họ không có kinh nghiệm cho nên thì kết quả của cái sự chết nó không có đến. Sometimes tomorrow maybe here something happens, somebody don't know, to their book, tomorrow it happens. Some people last power, maybe nothing happens, tomorrow another place goes to happen, die. This is a karma coming together. Giống như là nếu mà ở đây mà mình biết được và ngày mai thì gì xảy ra, mình đi chỗ khác thì nhà để sẵn, nhưng mà nếu có người không biết mà đến ở đây những cái chuyện mà có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra do bởi kinh nghiệm của mình vào thì chuyện nó sẽ xảy ra. If the karma we don't commit, then the result doesn't come. But why we are suffering a lot? Because in the past we created a lot of bad karma. Nếu mà mình không có tạo cái nhân xấu thì nếu mình không có tạo nhân thì cái quả báo đó nó không có đến. Trong thì mà tại sao mà mình lại khổ đau mãi là vì những cái kiếp trước mình đã tạo những cái nghiệp ác, cho nên hôm nay mình mới có được cái quả xấu. Anh lấy cái vật chi như thế vậy? Anh lấy cái ta cho nó. Anh
An action that was performed so does not lose its power. When you create the karma, if you don't clean up or you don't purify, then it is still there and it has the potential to increase and to happen. Nghiệp đã tạo thì sẽ không mất đi năng lực của nó. Một khi mà đã tạo nghiệp rồi, nếu mà mình không có sám hối hoặc là mình không có tiêu trừ thì nghiệp chướng đó thì nó vẫn nằm ở đó và nó luôn luôn có khả năng để tăng trưởng. Nó không có mất đi năng lực đó. Usually our hiding, no thing is okay. Karma is a kind of hiding. Lulule inside Krishna in the safety box. Yesterday in the safety box. Ngài nói rằng có những trạng thái, có những thái mà mình có thể giấu giếm, mình cách đi nhưng mà nghiệp thì không thể nào giấu giếm, không có cách đi được. Giống như những đồ quỷ giảm mình để ở trong cái thùng khóa lại cho nó được an toàn nhưng mà nghiệp thì không có làm được như vậy. No thief, no, no matter. You, no politician, you have to take. When one day it will come. Cái nghiệp mà thấy là không thấy, không có quan trọng. Nếu mà mình đã tạo ra rồi thì nó có cái năng lực nó sẽ xảy ra. Sometimes our dad do hiding is okay, no, nobody see. The karma cannot hiding. This is our teacher. Mình phải suy nghĩ cho kỹ, có những điều mình làm rất là xấu rồi mình giấu diện đi, nhưng mà cái nghiệp mình giấu thì giấu được, nhưng mà cái nghiệp mình không có thể nào giấu được, một ngày nó sẽ có cái quả báo. Cho nên mình phải cẩn thận. That our thing, our deep thing, then that can stop. Nếu mà mình nghĩ được như vậy thì mình sẽ ngăn chặn được cái điều xấu. Yeah, our learn the Dharma, then many our do the practice writing, many stop that thing. People don't know, maybe no see, they have to do. Why then no learn, and if no see, it's okay. Now our understanding, then stop there. Many things here. Nhờ chúng ta học pháp cho nên mình đã hiểu được cái điều này và mình có cái cơ hội để mà ngăn chặn những cái nghiệp ác có thể tạo ra. Ngày xưa mình không có học thì mình đã tạo, nhưng một khi đã hiểu pháp rồi thì mình mới có thể chấm dứt được tất cả những ác hành. Họ đã làm cho mình sinh ra đời ta thế cho nên là tức là biết được cũng được sinh ra ngoài thì ta thì ta còn được khơi thân rồi đó thì mình chỉ biết làm cái gì đó. 렌데미로 코르스 양야산의 심해 나시에서 렌데미로 코르스도가 양야산의 심해 나시에서 당구디 특히 나와서라 다 심해 나와서라 겨와시마 맥슬렛 나와서라 기부진 거두르지. So in this practice, in the three principal aspect of the path, the said that think over and over how deep and their food never fail, and the cycles of suffering stop desire for the future life. Hiểu như vậy với cái sự tu tập này thì trong ba phương diện chính của con đường giác ngộ đã dạy rằng là hãy suy nghĩ, hãy suy ngẫm về sự chắc chắn của nghiệp và nhân quả cũng như những cuộc khổ đau của sanh tử luân hồi, hãy ngừng những ham muốn cho kiếp sau. This is metaphysical. See, three principles, same thing we. Và đây là cái sự tu tập cho những người có căn cơ trung bình. Ngay cả bài pháp này mà chúng ta vẫn áp dụng được bài pháp của ba phương diện chính. Now again, for the person of the middling Asapati, they don't desire for the future life or anything in decided existence, they looking for the liberation. The practice to attain the liberation.
và những người với cái căn cơ trung bình này một lần nữa thầy nhắc lại rằng là họ không có ham muốn cho những cái việc gì lai nữa, họ chỉ muốn họ chán ngán cái quả ta bà và họ muốn cái việc cái sự giải thoát, đó là cái sự tu tập của những người với căn cơ trung bình. À, thế là đó, nhìn chung cái lỗ, cho mà mày mà nhìn chung, trong nãy cái tin nhìn chung cái bảo nhìn thấy cũng được khá bao nhiêu cái lỗ, mà để đấy có cái cái tự tin nhìn chung lỗ, chẳng phải có cái chưa chính là nhìn chung lỗ, mà để cho mà mày mà qua tu sửa đấy. So if we practice in this with this capacity, we apply to practice, we need to practice the renunciation. Only the renunciation will help for the liberation. Với cái sự căn cơ trung bình mà chúng ta muốn tu tập thì nhất định là phải tu tập cái hành buông xả, phải biết từ đó, chỉ có biết từ đó mới có được cái sự giải thoát. Làm một trong các bạn sẽ, bạn thì khi nhìn chung chỉ bạn lắm, nhìn thấy cũng được khá bao nhiêu lộ, bạn đi khắc đồ chỗ đó, đặt ra lên đồ That's why they talk about in the three principle aspect of the path. It says that there is no way to end without fearing renunciation. The striving for bliss and results in the ocean of life is because of their hankering life as well, but beings are fettered, so seek renunciation first. Vì thế cho nên Ngài Thập Tha Ba trong ba phương diện chính của đạo lộ giác ngộ, Ngài đã dạy rằng bao giờ chưa nảy sinh ý chí từ bỏ quả lạc thú thì không thể nào chấm dứt được việc theo đuổi những hạnh phúc trong cái đại dương của đời sống, bởi vì sự khao khát vòng sanh tử luân hồi và chúng sanh bị trói buộc vào nó. Thế nên ngay từ lúc đầu cần phải tu tập hành buông xả. So we need to practice for the liberation, for the sake of liberation, we need to practice the renunciation. We understand we belong to this person of the middling capacity. Vì thế cho nên sự tu tập mà muốn đạt được cái sự giải thoát thì nhất định là phải tập buông xả, tập từ bỏ. Thì khi mà mình làm được như vậy, mình biết mình nằm trong cái căn cơ của những người thuộc người ở căn cơ trung bình. So Vipassana training that is the teaching of Atisha combining with the three principles aspect of the path of the Jaisanthapa, the book that we have, and also the teaching the last month, eight verses for training the mind, and a few months ago, teaching of the 37 practices of the Bodhisattva, all accepted together, then we have the great practice for the liberation. Ngài nói rằng là những cái bài pháp của Ngài Atisha cộng với những lời dạy của Ngài Tsongkhapa trong ba phương diện chính của con đường giác ngộ tối thượng của sách mà chúng ta đang có, và bài pháp chẳng vừa rồi đó là tám đoàn kệ lượng tâm, có tám đoàn kệ cộng với những bài pháp 37 pháp hành của Bồ Tát những tháng trước rồi cùng với nhau để chúng ta biết quy tụ lại để mà tu tập thì chúng ta tìm được thì thức cách để mà giải thoát. Đúng vậy đó. Đó là mà đi đó, mà tôi xem mà đi. Nào cùng mà bạn, mà bạn. Đi xuống đây. Rằng And the verse number 5, it says that those who through their personal suffering truly want to end completely on the suffering of others are persons of great capacity. Và đoàn kệ thứ 5 dạy rằng những người trải qua những khổ đau của cá nhân thật sự muốn chấm dứt hoàn toàn những khổ đau của chúng sanh khác là những người thuộc hàng căn cơ lớn. Oh, that is,
Those of the great capacity is those who need to first to end the suffering of the others. To be able to do that first, we need to understand our own suffering. Then when we understand our own suffering, we understand the suffering of others, and we will be able to do any whatever means us to end the suffering of others. So temporarily, we need to practice that way. And for the ultimate aim, that is, we will practice to attain the highest realization to be able to end the suffering of others. If we think that way, we belong to the principle. Một người mà có cái căn cơ lớn là những người đó họ nghĩ đến người khác, họ nghĩ đến chúng sanh khác. Thì đầu tiên là mình phải hiểu cái khổ đau của chính mình, phải trải qua những khổ đau để hiểu cái khổ đau của chính mình, thì mình mới hiểu cái khổ đau của chúng sanh khác. Và khi mà hiểu được cái khổ đau đó rồi thì chúng ta mới tìm bất cứ một mọi phương cách nào để mà giúp cho họ chấm dứt những cái khổ đau. Một cách tạm thời là tu tập như vậy với một cái ý chí, một cái mục đích lớn, một cái mục đích tối thượng, thì chúng ta phải tu làm thế nào để đạt được cái sự thực chứng lớn mới có khả năng chấm dứt những cái khổ đau của chúng sanh khác. Nếu mà tâm nguyện của chúng ta là như vậy, mình tu tập vào cái tâm như vậy là mình thuộc về hạng người ở cái căn cơ lớn, căn cơ thảm đi lớn, thảm đi tu tập lớn. Ờ, ra số sư vị chúng em mang tâm bảo là sẽ là những gì chúng tôi lòng thu mà đấy. If we don't understand our own suffering, we cannot have compassion toward others. Even we have, it's very likely not a big or a great compassion. Nếu mà mình không có hiểu được cái khổ đau của mình thì rất là khó để mà có cái lòng từ bi đối với chúng sanh khác. Mà dù cho có đi chăng nữa, nó cũng chỉ rất là nhẹ, chỉ thoáng qua mà thôi, chúng ta sẽ không có một lòng đại bi lòng lớn. The hour has the excellent, then anything stronger, the other thing. No have the excellent, any compassion can be no stronger, very light. Look at different. Nếu mà mình có kinh nghiệm thì có những cái điều xảy ra mình sẽ làm những cái điều rất là mạnh từ gì qua cái kinh nghiệm đó. Còn nếu mà không có cái kinh nghiệm khổ đau đó thì cái sự thương yêu chúng sanh khác, cái lòng từ bi đối với chúng sanh khác nó rất là nhẹ, nó không có đủ mạnh để mà giúp đem lại lợi ích cho họ. Example, one person before he had the operation, another before maybe after the operation, how many suffering he had the experience? And very strong feeling, oh, he is suffering. Never have there been an operation, I was said. And the operation, no strong feeling, different. Nếu mà mình phải trải qua một cái cuộc mổ xẻ rất là đau đớn thì mình mới hiểu được cái đau đớn là như thế nào. Thì một người sắp sửa đi mổ xẻ đó thì mình sẽ hiểu được cái đau đớn đó nó sẽ xảy ra cho người đó. Nếu mà người đó phải giải phẫu, phải mổ xẻ nhưng mà họ đau đớn mà mình chưa bao giờ có cái kinh nghiệm đó thì mình sẽ không bao giờ có được cái tình thương lớn đối với họ hoặc là cái sự cảm thông đối với họ. This is about samsara, the suffering is have the suffering, our lot of quality coming. Nor have the suffering, our never have the big quality never come. The big compassion, anything. Đôi khi cái khổ đau nó cũng mang lại rất là nhiều thiền đức. Có những cái khổ đau mà nó làm cho chúng ta có cái thiền đức đó là cái lòng đại bi của mình, cái lòng từ bi của mình. Thật ra, chúng ta là nguyện thiên tụ hoạt. Chúng ta là nguyện thiên đại bảo bảo đấy. Chúng ta là nguyện thiên tụ hoạt. 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 Because of the suffering that we experience, then we have the compassion and love to others. Because we have the suffering, so we destroy our pride, arrogance.
then we deal with people with respect and with a humble manner. So all of this is the suffering brings the quality to us. Phải thấy được cái khổ đau nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều thiền đức. Nhờ có khổ đau thì mình mới thông cảm, mới được thương yêu và mình có cái lòng từ bi đối với những chúng sanh khác. Nhờ có khổ đau mà chúng ta diệt trừ được cái lòng kiêu căng ngạo mạn của mình, và mình đối xử với người khác với một cái hành vi rất là tôn kính cũng như là rất là khiêm nhường. Tiếp theo đây là cái là mà Buddha sẽ enjoy God. No right dhamma practice. This woman is the best one dhamma practice. This is best body. You should enjoy God, long life, everything successful. Then no dhamma practice, no strong mind. Look at the no best one dhamma practice. This is the woman being dhamma practice, good life. Such a suffering. Something suffering, something less, too late. Telling all the suffering and no good for Dhamma practice. The woman being is that one. Đức Phật đã nói rằng là khi mà chúng ta có được cái cuộc về tái sanh như là một cái sự nếu mà chúng ta là một vị trời thần thì ham vui hưởng thọ và sống một cái cuộc đời rất là đầy cái lạc thú, thì như vậy không có cái sự khổ đau nào cả thì không phải là một cái chúng sanh tốt cho cái sự tu hành. Nếu mà chúng ta là những cái chúng sanh ở trong quả địa ngục thì quả rất là khổ đau, cũng không có khả năng để mà tu tập. Trong khi đó với cái thân người thuần lời như vậy, chúng ta có cả khổ đau, có cả cảnh hạnh phúc, đôi khi khổ đau đôi khi hạnh phúc sẽ làm cho chúng ta biết được cái cách tu tập để mà đạt được mục đích của mình. Họ sẽ thấy sự sửa lại về phần đó, nhưng chỉ là cái nhưng chỉ cái sự sửa lại, cũng như đã nói rồi, cái nhưng chỉ sửa lại, cái nhưng chỉ sửa lại, chúng ta cần sửa lại cái sửa lại. Thành công sáng cái tuần này sáng một tháng rồi, sáng cái tuần này sáng một tháng mà tôi sẽ lấy cái gì mà. And the great Master Sanchideva, he said that if we don't understand our own suffering, and we can never understand the suffering of others to help them. So this is what he tries to teach us. Và Ngài Tịch Thiên đã nói rằng nếu mà chúng ta không có hiểu được cái khổ đau của chính mình thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái khổ đau của chúng sanh khác để đem lại những cái sự tốt đẹp cho họ. Đó là những gì mà Ngài muốn dạy cho mình. Hoàng Tổ Sư Thất Nhưng Chí Đã Nhìn Chúng Sẽ Đi Thả Khá Lộ Vô Thu Khá Lộ Vô Chiến Chí Hà Chí Vê Nhìn Chúng Sẽ Nà Sô Sô Sư Nghe Lê Thả Rô Chí Nà Thả Bà Chí Lê Yá Nhìn Chúng There is a three way of talk of thinking about the practice of the renunciation and the compassion. If we think about ourselves and we think about all the suffering that we are experienced and we don't want anymore, that we try to practice the renunciation. For ourselves, the renunciation becomes the practice. For others, when we understand the suffering of others, we understand others, so that we practice the compassion. So it's a two way of practice. For self, we want to renounce him to avoid all the suffering, and for others, understand all the suffering, so we practice the compassion. This type of thinking, suffering to respect the thinking, other thinking is compassion, changing. Other, less push in the compassion, our selfish, now. Có hai cái lối suy nghĩ mà giúp cho chúng ta tu được hai cái hành, đó là hành buông xả từ bỏ và hành từ bi. Nghĩa rằng là nếu mà nghĩ đến chính mình, nghĩ những cái khổ đau mà mình đã có kinh nghiệm trải qua và những cái khổ đau đó mình không muốn nữa, thì như vậy là mình sẽ nỗ lực để mà tu tập để biết từ bỏ, biết buông xả. Và nếu hiểu được cái khổ đau của những chúng sanh khác, cho nên chúng ta lại tu tập để có được cái hành từ bi. Thì như vậy đối với chính mình
mình là mình tu tập cuốn xả, đối với chúng sanh khác là mình tu tập hành từ bi. Đó là hai cái lối suy nghĩ mà luôn luôn giúp cho chúng ta phải hai cái lối suy nghĩ đó nó luôn luôn đến trong cái sự tu tập. Ờ, ta để chú chú bố xả đi, anh ấy. Chú chú xả đi, anh ấy. Chú chú bố, chú chú bố xả đi, anh ấy. Bố xả đi, anh ấy. Bố xả đi, anh ấy. Chỉ là thay chạy, bố xả đi, anh ấy. Thế này á, khả ta ngưng chí chí bố, yếu bá chí bố bố yếu rồi, chạp bá đánh mưu dê lập thay nhé, nế chí bố bố rồi, chú chí bố xả đi. So for the person of the grace of baptism, normally this is the way of the Bodhisattva. But like we still need to have the loving kindness and the compassion is very strong to do the practice the way of the Bodhisattva. Thường thì những hàng người ở cái căn cơ lớn như vậy, tu tập như vậy là thuộc về thì những cái hành của Bồ Tát. Nhưng mà ở nơi đây muốn nói muốn có những hành Bồ Tát đó thì sự tu tập của mình nó phải hết sức là mạnh liệt. Sometimes you not have the Buddhist mind. Maybe you have the compassion, strong one, and loving kindness, strong one. Maybe belong to the higher scope. Nếu mà chúng ta chưa có Bồ Đề Tâm, chúng ta không có thực hành thật sự những cái hành của Bồ Tát. Nhưng mà nếu mình có được một cái tâm từ, một cái tâm bi rất là lớn, thì chúng ta cũng thuộc về hàng người ở cái căn cơ lớn để mà tu tập hàng bi lớn này. Họ sẽ được đó là gì chứ? Chúng ta chưa có thực hành, chúng ta chưa có thực hành, chúng ta chưa có thực hành, 충무당 탈기부순도와 탈기부순도 로또 시부도서 말하는 기부 당분 나오는 남들을 넣고래 좋은 입에 남들 넣고래 순배 남들 줘봐라 간다야 간다 목자신 용고로 만도 기부 신주 남들 줘봐라 기부 충무도 지금 마신 제가 도와요 마신에 나도 잘구나 소소 순도 도로 소소 당부 도 입어 도로 그래 수발래 그래 수발래. So now we learn the three kinds of the capacity. We know that it is small capacity, middling capacity, and also the great one. So we need to fit our practice in this one. But like we cannot be stuck on the other capacity if we practice one. For example, if we practice the great with the great capacity, we cannot ignore the small or the medium capacity because we need to grow up. We need on the level. On the step to go up, we need the first and the second step. So we need to study on. Bây giờ chúng ta hiểu được là mình tu với cái căn cơ nào, với cái hàng người ở cái căn cơ nào thì mình sẽ biết được để mà tu tập. Nhưng mà nếu mà mình tu mà mình coi thường những cái căn cơ khác thì mình sẽ không có được. Ví dụ như mình muốn tu hành Bồ Tát và mình muốn tu tập với cái phạm vi lớn thì không có thể nào mà mình coi thường phạm vi nhỏ hoặc là phạm vi trung bình. Từ vì muốn lên cao thì phải qua nhiều cái tầng cấp dưới mới lên được tầng cấp 1 tầng cấp 2. Vì thế cho nên nếu mà mình tu tập ở trong cái phạm vi lớn, mình phải học hết những cái sự giảng dạy ở phạm vi nhỏ và trung bình. Now, what different? Modification is different. First, because only thinking makes life human being only. Only makes life thinking, that's it. No more over. Then, without the good thinking, let the need of human being. No human being is good anymore, you cannot dharma practice. And then why human being? You liberation samsara, you need the human body and something better, higher ring. Then he practice the next life. Different. Higher ego, only samsara liberation, no thinking. All the human being you benefit, you need the first level by from being and something that let them do that practice. Need the samsara liberation. Need the samsara no liberation cannot help other people. Need the samsara liberation. Then other people have. Then the motivation is different. Ba cái phạm vi tu tập này thì từ chung đó là cái động cơ tu hành của mình. Cái động cơ khác nhau sẽ nằm ở trong những cái căn cơ khác nhau, trong cái sự tu tập khác nhau. Nếu mà mình ở trong một cái phạm vi nhỏ, tất nhiên là cái căn cơ của mình nó thấp bé, thì mình chỉ nghĩ tới những cái kiếp vị lai tốt đẹp mà thôi, thì dường như lên được làm người tốt đẹp. Thì như vậy là mình chỉ tu ở trong cái căn cơ đó thôi để mà được cái kiếp vị lai tốt. Nếu mình ở trong cái phạm vi thứ hai đó là trung bình,
thì chúng ta thấy rằng là mình cũng mong cầu để mà được tái sanh làm người, bởi vì nhờ có làm người thì mình mới có những cái phương pháp tu tập để tìm được cái sự giải thoát ra khỏi cái quả ta bà này. Vì thế cho nên chúng ta phải có cái căn cơ, phải tu tập cái căn cơ nhỏ, và vì mình muốn được làm người để mình đào liền cái sự tu tập để được cái giải thoát. Rồi nếu mà mình thì động cơ của mình ở trong cái căn cơ lớn, tất nhiên là ở trong cái phạm vi lớn, mình tu tập, nhưng mà không phải cho chính mình mà mình tu tập, tại vì mình muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh. Muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh thì mình phải tu tập cái phạm vi nhỏ, có nghĩa rằng là mình sẽ có những cái tái sanh thuận lợi như được làm người để mà mình tu tập. Mình phải tu tập cái phạm vi trung bình, là tại vì khi mà được làm người rồi thì mình sẽ có được cái sự giải thoát. Tại vì muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh mà chúng ta không có giải thoát, không được giải thoát, thì cái sự lợi ích cho chúng sanh đó nó không có được mạnh và nó không có được vẹn toàn. Vì thế cho nên khi mà ở cái căn cơ lớn, chúng ta cần phải học những hai cái căn cơ kia. And the verse number 6 says, for those excellent beings who desire supreme enlightenment, I shall explain the correct way taught by the spiritual teacher. Và đoàn kề thứ 6 nói rằng, đối với những chúng sanh thù thắng ước mong sự giác ngộ tối thượng, tôi sẽ giải thích những phương cách đúng đắn để được đã được dạy bởi những bậc thầy tâm linh. So when we talk about for those excellent beings who desire supreme enlightenment, this is the one is for the practitioner at the great capacity who has the wish to attain the enlightenment for the limited of sentient beings, all of these become excellent beings, like for example His Holiness the Dalai Lama. So even when we say the excellent being is only also belong to another being who practices more than a higher scope. Ngài nói rằng là đối với những chúng sanh chúng sanh thù thắng được mong sự giác ngộ tối thượng ở nơi đây, là không chỉ nói đến những người ở cái căn cơ lớn tu tập để mà vượt được nguyện đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ vì cái lợi ích cho chúng sanh, mà đối với những cái bậc còn tu tập cao hơn nữa, vì họ tu cho cái sự tốt đẹp của chính họ và cái sự No, yes, the alignment and everybody's intent. Alignment with the self-yourself in general. So when we talk about the sentient beings that is belong to the being who still in the samsara, not liberation yet, and not in the samsara, but the one who has not attained the enlightenment yet. So that belongs to sentient beings. Khi mà nói tới chúng sanh ở đây là chỉ cho những chúng sanh mà chưa có đạt được cái sự giác ngộ, mới gọi là chúng sanh. Issue is that in the world, through the daily, thinking is through the thin mind, have the mind. No one is have the mind, which has the mind, and then no thinking.
which I have the mind, no sentient experience, which is no yet the alignment, which is our every under lower everybody sentient. Buddha said no sentient. À, vậy từ chủ thân ở nơi đây theo chuyển Tây Tạng là chỉ thêm ở nơi đây gồm nghĩa là có cái tâm thì chủ thân cũng có cái tâm, Phật cũng có cái tâm, nhưng mà tâm của Phật là tâm giác ngộ, cho nên mình không gọi là chủ thân nữa, mà tất cả từ hàng Bồ Tát cho đến xuống dưới tất cả những chủ thân khác thì thuộc về mình gọi là chủ thân. You follow the walk by walk and be mistake. Nếu mà mình chỉ giải thích hiểu được từng chữ thì coi chừng mình sẽ bị lỗi. Họ được rồi, chúng ta chỉ sẽ cắt được là những làm gì à? Những cái thằng làm mà chẳng bao giờ làm mà làm gì thêm bao nhiêu người ta chỉ sẽ bị sợ. Ta làm mà, anh cho chúng ta để ăn gì sao chứ? Nghe tâm của tâm người làm gì, nghe con chó người làm gì, sung vui ở mãi. Làm mà làm gì khó sung vui thế mà thế gì? Làm mà ta cho chúng ta để ăn gì sao chứ? Ta làm mà thế nên phải nói rồi, làm mà làm. When he say that Gaya Tisate is that is the taught by the spiritual teacher, this is not himself who did what do here, but this is the teaching was taught by one of his teacher, one of the great teacher in the Kalinga, who did him and many other teachers. Khi mà ngài nói cái câu là bạn được dạy bởi những bậc thầy tâm linh ở nơi đây, bài pháp nơi đây không phải là ngài Asisa đã nói sẽ thực hành như thế này để thực hành như thế kia, mà những cái gì mà ngài giảng dạy nơi đây giáo huấn cho mình là do bởi sự giảng dạy bởi những bậc thầy của ngài, và một trong những bậc thầy lớn đó là ngài Kalinga. The our Dharma teaching everything goes up to two kinds. One is Nakashima, one is Asanga. This man too. Asanga is go to the Masha Buddha. Nakajuna go to the Jadayana. Manjushiri. Manjushiri is together go to Buddha, Kampara Buddha. Go up the Buddha. Manjushiri is Kampara Buddha. Masha Buddha is Kampara Buddha. Lule go up Lule. Buddha teaching. That's why this go up. I had the exam I teach you is not correct. Do you understand what you must say? I can talk better. Okay. My English is not correct, but I didn't know. So, you mean that when the Great Master Atisha, he did the teaching, he said, this is taught by my spiritual teacher. So, from him, he received the teaching that it comes from two branches of the teaching. One is come from the Great Master Asanga, one is Nagarjuna. So Asanga received the teaching from Mahayana Buddha, and Nagarjuna received the teaching from Manjushri, the Buddha of Wisdom. And Mahayana Buddha and Manjushri is both received the teaching from Buddha. So come from Buddha, go to two branches, one Mahayana, one Manjushri, down to Asanga, and down to Nagarjuna, and down to Atisha. So all these only two branches and lineage go down to Atisha to have this teaching. Ý của Yuma Chê muốn nói rằng là tất cả những cái sự giáo huấn của ngài Atisha không phải là ngài giáo huấn, mà đó là những cái lời giảng dạy của tất cả các bậc thầy của những cái hệ thống truyền thừa mà ngài đã nhận đầu tiên, đó là một sự giáo huấn từ ngài vô trước là Asanga, và một giáo huấn từ ngài lăng thọ là ngài Nagarjuna. Ngài Asanga vô trước đã nhận cái giáo huấn từ ngài Mahayana tất nhiên là Di Lặc, và ngài Nagarjuna lăng thọ đã nhận được cái sự giáo huấn từ ngài Manjushri là ngài đại sĩ Văn Thù Sư Lợi. Rồi ngài Di Lặc và ngài đại sĩ Văn Thù Sư Lợi nhận được giáo huấn từ Đức Phật. Tất nhiên là nếu mà mình nhìn một cách tổng quát là Đức Phật dạy ra hai cái hệ phái, một là của ngài Di Lặc, một là của ngài đại sĩ Văn Thù Sư Lợi. Ngài Di Lặc dạy xuống cho ngài vô trước Asanga, ngài đại sĩ Văn Thù Sư Lợi dạy xuống cho ngài lăng thọ là Nagarjuna, và vô trước và lăng thọ đều dạy xuống cho ngài Atisha. Đó là tương tự của những cái sự giảng dạy và chúng ta nhận được giáo huấn này. Lúc này thì Mahayana teaching come from two, Asanga, Nagarjuna. Go to the two.
not to go to, that is wrong. Và bất cứ một cái sự giáo huấn nào cũng phải đi từ hai ngài, đó là ngài Vô Tướng Asanga và ngài Nagarjuna và ngài Long Thọ, thì như vậy mới là đúng. Còn những cái giáo huấn nào mà không có được giảng dạy bởi hai ngài đó là quá trình sai lầm. Dạ, ví dụ ấy không phải mà Nagarjuna tên tập thật rồi mà ý chí chẳng mà tên tập My school is come from và thường thì chúng ta nghe nói tới hai cái môn học khác nhau, đó là khi mà mình nói tới di thức học là đi từ ngài Asanga là ngài Vô Tướng, và chúng ta nói đến trung đạo là đi từ ngài Long Thọ, thì di thức và trung đạo là được giảng dạy xuống cho ngài Abhisha. あの、それさ、私期間でしな、これ我慢なんて、やっぱ言ってある。自分は認識でまよわれてる。期間でしな、あの、社畜してる。あの、ロバットの自分は自分自身に超わってるんで、いや、超わってるね。いやよ、あ、超わってなかった。ロバットの自分自身に、まず、ただ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 、
When we talk about this practice, we need to have the bodhicitta, two kinds of bodhicitta. One is the conventional bodhicitta, and one is the ultimate bodhicitta. So when we practice the two, we need to see the three kinds of methods of practice and come from different masters. So when we practice the sevenfold instruction of goals and objects to have the bodhicitta, this is come from Asanga. And if we practice to have a bodhicitta by Asanga and Selimba, that means the teacher of Akisha. And another method of practice to have the bodhicitta, this means the equality and exchange of self and others, it comes from the great master Sangsideva. That we already learned. Ngài nói rằng là nếu mà muốn tu tập để mà được giác ngộ thì cần phải có bồ đề tâm, thì mình đã học qua rồi. Có hai loại bồ đề tâm, đó là bồ đề tâm quy ước hay là tương đối và bồ đề tâm tối thượng. Thì khi mà nói đến bồ đề tâm thì có hai cái phương cách giảng dạy khác nhau để mà đào luyện bồ đề tâm. Phương cách đầu tiên đó là chỉ giáo bảy lớp nhân quả đã được giảng dạy từ ngài vô trụ lực là ngài Asanga đi xuống bậc thầy của ngài Akisha, đó là ngài Selimba. Và một cái phương pháp khác để mà tu tập của tu luyện bồ đề tâm đó là tâm bình đẳng và trao đổi địa vị mình với chúng sanh khác, thì cái phương pháp này đã được dạy bởi ngài Sangsideva, tất nhiên là ngài Tịch Thiền. So when we talk about the sevenfold instruction of goals and effects, it's taught by the Selimba, that means the teacher of Akisha. He receives the teaching from Asanga, and the Asanga receives the teaching from Mahayana Buddha, and Mahayana Buddha receives the teaching from Buddha Sakyamuni. Then the other branch to practice equality and exchange self with others. The Sangsideva teaching, and he received that from Nagarjuna, from Manjushri. From Manjushri, that means Buddha of Wisdom, and Manjushri, he received the teaching from Buddha Sakyamuni. So two branches of the practice come from different masters.
tại liền vô đề tâm qua bảy lớp nhân quả thì giáo huấn này đã được giảng dạy bởi ngài Selimpa là bậc thầy của ngài Apika. Ngài Selimpa đã được nhận giáo huấn này từ ngài Asanga là ngài vô trước, rồi ngài Asanga đã nhận được cái giáo huấn này từ Đức Phật Di Lặc, và mà Đức Phật Di Lặc thì giáo huấn này đã được dạy bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một cái nhánh khác, một cái sự tu tập khác đó là tâm bình đẳng và độ địa vị mình với người đã được giảng dạy bởi ngài Sattadeva là ngài Thích Thiên. Ngài Sattadeva đã nhận được giáo huấn này từ ngài Đại Chỉ Văn Thủ Sư Lợi, và ngài Đại Chỉ Văn Thủ Sư Lợi đã được nhận giáo huấn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là hai cái phương cách để tu tập Bồ Đề Tâm. Each perspective is separate, not together. In Tibet, come to the Lama Tsongkhapa, everybody make the together practice. Before separate, each no connection with it. And come from Tibet, then make the together practice, yeah. Two branches that we do tie up this thing before is a separate, the two tie up methods of practice, but when it comes to Tibet, it's the great Master Jay Tsongkhapa, he combined everything and he made it in one teaching. Hai cái giáo và hai cái loại giáo huấn này đã ngày trước là đã chia ra làm hai cái giáo huấn khác nhau, nhưng mà khi mà Phật tập đến cách càng dưới sự từ hướng dẫn của ngài Tsongkhapa thì ngài đã tổng kết lại hai cái giáo huấn đó để mà giảng dạy. This one now, after them, everyone, they are coming. Because that teaching, Chitang is not Dalama teaching, he said, Dalama, Yangda, come to share the child, I think that is what practice you are teaching, that is what you are. So after explaining all of this, this is the last one, is explaining where it will come from, all of this practice, all of this teaching to practice. Tất cả những cái sự giảng dạy với những cái phạm vi khác nhau cho mình tu tập đó đã được tổng lược trong cái đoạn này cuối cùng, đó là cái giáo huấn này nó đi từ đâu và nó được tổng kết như thế nào để giúp cho chúng ta hiểu. Two kind of Buddhist, Chan-chung-sen ni Buddhist, what practice? Then after comes, he said, now I, after, then everything meaning, sure, after, not yet, we will. So we just need to understand the way to practice, to cultivate the bodhisattva, but after all of that, it will, for practice. Đây là cái sự giáo huấn để giúp cho chúng ta tu luyện bồ đề đạo, luyện bồ đề tâm. Thì muốn đạo luyện bồ đề tâm là phải hiểu được tất cả những cái sự tu tập cũng như là những cái sự giáo huấn của những cái sự thời gian trường thừa này để giúp cho chúng ta đạo luyện bồ đề tâm. Ờ, đó là nếu mà anh chịu ấy còn này anh chẳng là đó, nên ông mới chịu chẳng là, mà ta cũng chỉ là những người ta chỉ là chỉ có thể là xả hơi, cho nên nhiều sự vật nó ra. So it's all of the teaching is come after Rinpoche will teach next time, so we stop the teaching right here. Và những cái chi tiết sau thì ngài sẽ dạy tuần sau, và chúng ta ngừng buổi pháp thoại ngày hôm nay.